Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay chỗ mình đang ở vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội anh em ơi. Thì cũng chưa được đi đâu hết. Hôm nay mình tiếp tục làm món ăn cho anh em xem. Đây, về xuống đây anh Tiến. Trước mặt anh em đây là sò điệp, trứng gà với phô mai con bà cừ. Thì hôm nay làm món sò điệp nướng gì? Phô mai. Không ai. Đó, cái món này thì mình không biết làm nên là mình sẽ nhờ anh Chí làm nha anh em. Đây, quay vào đây coi gia vị như thế nào. Thì là có bốn cái con bò cừ này. Mở bỏ này không? Cái mình bỏ nhiều phô mai là ăn nó ngán hay sao? Không. Hay là béo, tùy theo mình thích ăn béo hay không đúng không? Sẽ bỏ số lượng nhiều hay ít. Trời trời, có bốn cục vậy trời. em sợ anh béo là người nó mập hả? Ừ, đúng rồi, mày mập ghê á. Đúng mập luôn á, thì em có dám anh béo. Nhìn xuống đây mặc áo luôn. Ừ. Ba giờ chén. Đó, quá đẹp cặp. Thanh niên rồi nay rửa chén rồi hấp dẫn hả? Được. Coi từ mấy tháng rồi. Chắc chiều nay mưa đây. Lần đầu tiên lùng nó rửa chén là chiều nay mưa chắc luôn nè. Đây là trứng, mình chỉ lấy lòng đỏ thôi nha anh em. Đây sao lấy lòng đỏ không thâu mà con ít lòng trắng nhau lấy không nữa. Giò nè, tay nè, tay nè. Rồi cái muỗng này đỡ làm như đây, cộng á. Làm gì đây? Mayonnaise. Sao mình bỏ lòng trắng vô luôn, ăn cho nó có vitamin. Làm không đẹp. Đó là kiến thức đó anh em. Rồi với lòng. Làm gì khó lấy quá. Thì lấy cái trứng á, bỏ vào cái tay kia nè. Đấy, cầm lên. Sao đâu? Nó hơi ấy chút nhưng mà không sao. Anh vô sáng lâu sao? Đây, và một ít màu điều. Cho nó màu. Thì mấy hôm nay mình toàn làm món có ớt thôi nè mày. Nó hơi cay. Là hôm nay mình có một bạn comment là kêu là mình thử làm gì? Đã làm món siêu cay rồi thì phải làm món siêu không cay. Thì hôm nay mình sẽ làm món không cay cho anh em xem nha. Đây, nó bỏ như vậy, bỏ ít mayonnaise. Ừ, ít thôi. Bây giờ trộn điêu lên nào. Chắc là... Ôi, khẩu ra. Chắc là món này thì anh Lùng khá là thích anh em. Đúng không? Thích không? Thì không thấy cay là thích nào vậy. Đây, mình sẽ trộn điều cho hỗn hợp mayonnaise, trứng với lại phô mai con bà cười. Cho nó trộn điều một chút. Ủa rồi chút nữa mình bỏ là mình nướng mà không có dầu nó có cháy không? Không, phô mai mà. Là nó không như dầu vậy, nó tiết ra như dầu đúng không? Để ra bỏ than hả? Đây, đẹp đi không? Có than rồi nên mình bỏ là mình nướng cho nó chín cái mặt dưới trước hả? Rồi mình cũng bỏ phô mai đều lên. Thì ở đây sò điệp này là có hai loại size. Một loại size một con một cục một giỏ, và một loại size là ba cục trên một giỏ. Size đây nó hơi lạ chút không? Cho con gì nhỏ xíu ta. Rồi chút nữa mình sẽ đổ cái nước sốt lúc này anh Chí làm lên. À mình lật lại cái mặt kia này cho. Mặt trên. Ok. Để chờ là hạnh phúc. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp nước sốt mà mình đã trộn bỏ lên đây cho nó sâu nó chín nha anh em. Trời nhìn dạng khê luôn. Nhìn như cút trẻ em. Thôi trẻ em. Nhìn như nước sốt. Nhìn như cái nước sốt trẻ em anh em ơi. Vô nó tràn từ đầu nó chảy qua anh kia luôn nè. Đủ vậy? Đủ vậy. Gì lồng? Họ háo gì lồng? Cái đây sắp ấy rồi. Không, đây phải sâu rồi. Bây giờ công việc chỉ cần chờ cho nó chín nữa thôi anh em ơi. Mình nghĩ nó cũng khá là nhanh.
sò điệp phô mai luôn. Mẹ ơi không có đâu. Cái này anh kèm với hành phi với đậu phộng được không? Không anh. Riêng việc mà cắt được mà. Cái kia là mỡ hành cắt. Nhìn cũng hấp dẫn đấy anh em ơi. Wow, wow. Cái thang người ta. Cái đầu là xong rồi như con lan không? Rồi anh em ơi. Nãy giờ mình đỡ cũng khá là lâu rồi. Nó xém cháy luôn rồi. Giờ này mình bỏ trên đây thưởng thức luôn nha. Đó. Anh nhìn cho nó. Vô. Lấy xí. Thì lấy xỉ mua hấu hớt được chứ quên. Nhìn như gì anh Tiếu? Nhìn như bánh phong lan không? Ừ. Bánh nó giống như cái bánh mà cái gì vậy? Cái bánh tròn tròn mà anh có cái sốt trứng gà ở trong á, giống như sốt trứng gà ấy. Vô, anh em nha. Trong cái bánh phong lan này chứa nhân sò điệp. Béo béo không? Béo béo mặn mặn. Hào thì chua. Có chấm chua hay gì không? Không lạc lạc. Điểm nào nó có cái gì đâu nè. Chấm hả? Để cái béo. Ừ, béo mặn mặn. Ngon rồi. Đây bu anh được này không có cây này. Không, thầy bu. Cái này nít bất anh. Cây. Không, thầy bu. Bu. Cô Mai nó còn ngon lắm. Ừ. Ngon. Ngon vô, bánh tráng con thứ hai. Con thứ hai. Con người đó. Đây, anh em nha. Anh con già lắm quá. Mười anh em nha, mà sao con ấy nó nhỏ vậy? Ừ, hồi cháy ạ. Cái này ngon à. Cái hôm mai á, ngon. Mày tính ra một ít anh. Được. Đây là theo em nghĩ là em làm cho trẻ con anh á. Ừ. Nó manh béo béo hấp dẫn hơn. À, chị con nó sẽ thích anh mà anh ở đây tăng ký nữa không? Ừ. Là chị nhưng con đây. Chị con đây, chị con anh nha. Ai chị con? Chị vậy? Ui, chờ. Ăn nữa luôn. Béo quá. Béo. Béo. Ý là món dở không ăn gì mà đây là món ngon đó nha. Chờ cái không? Nó mập quá. Giờ còn như mập ở đâu? Múc đâu vậy đúng? Đây. Giờ mình muối ăn con đây nữa. Không cần ngán không? Nè, em ăn giờ mập lắm. Anh xin mập. À con này để cho anh tiếng rất thương rồi. Chờ anh biết không? Đây. Đêm nhìn đá. Sao đây mình không dày này, mình không dày một phát hết luôn. Mà đây là thứ này. Cái này là mình phải lịch sự tí một xíu á. Rồi. Bây giờ em ăn thêm nữa vẫn được. Mà thở mặt lắm. Còn con thì đẹp. Ok, rất cảm ơn anh em đã xem hết video này của mình nha. Thì có một bạn comment kêu là mình làm món siêu không cay thì giờ mình đã làm rồi anh em, không có một chút cay luôn mà đổi lại là ăn cái vị của nó mặn mặn béo béo. Nói chung là rất thích hợp với trẻ con hoặc là những người thích mùi vị béo ngoại. Béo ngoại. Rồi, có lẽ mình dừng clip tại đây thôi. Thì rất cảm ơn anh em đã xem hết video này của mình. Thì rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ và quan tâm mình. Bye bye, hẹn gặp lại anh em những clip sau nha.